Chào mừng các bạn đến với kênh Audio Truyện Kiếm Hiệp, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Vô Thượng Sát Thần, chương 1: Tiêu Phàm Trọng Sinh. Chiến hồn đại lục lấy thực lực vi tôn, chỉ có người nắm giữ chiến hồn mới có thể bước vào con đường tu luyện, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bình thường. Đồng thời mức độ mạnh yếu của chiến hồn cũng đại biểu cho tu sĩ đó có thể tiến bao xa. Chiến hồn tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm yếu nhất, cửu phẩm mạnh nhất, lấy yêu thú, khí vật, thực vật làm chủ. Về phần người nắm giữ hỏa diễm, lôi điện các loại chiến hồn đặc thù thì cơ bản chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp, tiêu thành, tiêu gia phủ đệ. Tiêu phàm chậm rãi mở mắt ra, nhìn chầm chầm những bóng người lạ lẫm mà quen thuộc trước mắt. Trên mặt một vẻ mờ mịt, mình rõ ràng đang ở nhà A làm sao lại xuất hiện ở nơi này, đâu chỉ tiêu thành đệ nhất phế mà còn là đệ nhất ngốc, ngay cả một chút giác ngộ cũng không có, bất luận kẻ nào đều chỉ có ba lần cơ hội thức tỉnh chiến hồn, điểm thường thức ấy cũng không biết, cho dù chết cũng đáng đời, tiêu phàm nhìn thấy bóng người đứng bốn phía chỉ rõ không khỏi nhíu mày. Trong đầu vô số tin tức tràn vào, hắn trong nháy mắt hiểu rõ bản thân vậy mà trọng sinh vào trên người một thiếu niên trùng tên trùng họ, tiêu phàm, nguyên bản tiêu phàm là thanh niên tốt thế kỷ 21 ở địa cầu, hai mươi mấy tuổi dựa vào y thuật do tổ tiên truyền xuống đã trở thành y học thánh thủ số một số 2 tại Hoa Hạ. Hắn có hai cái sở thích, thứ nhất là cất giữ một chút đồ vật cổ quái kỳ lạ thứ hai chính là nghiên cứu y thuật hắn vừa tình cờ mang về một quả thạch đầu kỳ dị lúc ấy trời trong vạn dặm lại vang lên tiếng sấm quỷ dị nói đến quả thật trùng hợp một tia sét kia vừa vặn bổ trúng đầu hắn lúc hắn tỉnh lại đã trọng sinh ở trên người thiếu niên tiêu phàm này việc này mặc dù có chút cẩu huyết nhưng tiêu phàm lại không thể không thừa nhận sự tình đã trải qua không thể nào thay đổi Tiêu Phàm chính là phế vật của Tiêu gia danh phù kỳ thực, bắt đầu từ lúc thức tỉnh chiến hồn năm 7 tuổi cho đến hiện tại đã qua 9 năm, vậy mà không thành công lần nào, lần này Tiêu Phàm thức tỉnh chiến hồn lần thứ 9, tiến vào chiến hồn điện lại ngoài ý muốn chết ở bên trong, nhờ thế hắn mới có cơ hội phụ thể trọng sinh, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên cảm giác trong đan điền phát ra một cổ hồn lực bàn bạc xông vào bên trong kinh mạch, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng tựa như đột phá một loại trói buộc nào đó. Ánh mắt tiêu phàm có chút ngốc trệ, kinh ngạc vô cùng, bên trong đan điền có một đạo hắc sắc hư ảnh, cảm giác giống như U Linh, tiêu phàm biết rõ đây chính là chiến hồn mà hắn thức tỉnh. Về sau gọi ngươi là U Linh chiến hồn A. Tiêu phàm trong lòng lắp bắp nói, trong lúc lơ đảng, một đạo bạch quan lóe qua, tâm thần tiêu phàm lại rơi vào chỗ sâu trong đan điền có một viên đá màu trắng đang trôi nổi viên đá màu trắng tản ra một cổ khí tức thần bí tựa như ngay cả thần hồn đều sẽ bị hút vào trong đó tiêu phàm trong lòng kinh ngạc không thôi thiếu chút nữa thì hô lên cái này không phải là viên thạch đầu kỳ dị trước đó hay sao tam thiếu gia đừng ở nơi đây tự làm mất mặt nữa đi về đi đúng lúc này có một người áo đen tách đám người ra hướng về tiêu phàm đi tới trong mắt đều là khinh miệt cùng xem thường tiêu phàm lạnh lùng nhìn Hắc y lão giả liếc mắt liền nhận ra hắn hắn chính là tên quản gia một mực phụ trách sinh hoạt thường ngày của tiêu phàm, tiêu trung, đồ phế vật, còn không đi. Thấy tiêu phàm không để ý tới hắn. Thần sắc trong mắt tiêu trung càng ngày càng băng lãnh, ngay cả xưng hô tam thiếu gia đều không gọi, trong lòng nổi giận mắng, thực không biết vì sao tộc trưởng đại nhân lại chiếu cố tên phế vật này như thế, tên này quả thất là sống chật chỗ chết chật đất, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiêu phàm thu liễm tâm thần, chậm rãi đứng dậy, con ngươi vô cùng băng lãnh. Hơn nữa, kiếp trước hắn vốn chính là một người cực kỳ cường thế, bằng không cũng không có khả năng một mình một tay dựng nên cơ nghiệp, ai nhìn thấy hắn cũng đều cung cung kính kính, lão bất tử này vậy mà vô lễ với hắn như thế, hắn không giận mới là lạ, ta nói ngươi là phế vật. Tiêu trung cơ hồ gần từng chữ một, mảy may không đem tam thiếu hắn để trong mắt, một tên phế vật không cách nào thức tỉnh chiến hồn trong gia tộc căn bản không có bất kỳ cái gì địa vị gì. Ba, vừa dứt lời, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên mặt tiêu trung xuất hiện năm dấu tay màu đỏ rực rõ ràng. Một tác này không chỉ đem tiêu trung đánh cho hồ đồ mà còn đem những người khác dọa cho thất điên bác đảo. Hiện tại tên phế vật này cũng dám động thủ với quản gia, quan trọng là tốc độ của tiêu phàm vừa rồi đều làm cho bọn hắn nhìn trân trối. Tiêu trung dù sao cũng là chiến linh trung kỳ. Hắn lại bị một tên ngay cả chiến hồn đều chưa thức tỉnh tác cho một cái, chẳng biết tại sao trong lòng mọi người đều dâng lên hàng ý, ánh mắt Tiêu Phàm vừa rồi làm tim bọn hắn đập nhanh một trận, hắn như hoàn toàn trở thành một người khác vậy, chiến hồn thức tỉnh, u linh chiến hồn làm cho ta trong nháy mắt đột phá đến chiến linh trung kỳ, tên này trong thời gian 9 năm mặc dù được xưng là phế vật nhưng vẫn kiên trì tu luyện. Sức mạnh và tốc độ của cổ thân thể này rất nhanh đã thích ứng được với năng lực chiến linh trung kỳ. Tiêu Phàm trong lòng cũng rất kinh ngạc, tốc độ vừa mới bộc phát rõ ràng so với chiến linh trung kỳ bình thường nhanh hơn rất nhiều, khó trách Tiêu Trung cũng không kịp chuẩn bị, làm nô tài phải có bộ dáng của nô tài, chủ tử đánh ngươi một cái, trong lòng ngươi nên cảm kích mới phải. Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Tiêu Trung, hắn chuẩn bị phất tay áo đi, đứng lại. Tiêu Trung phẫn nộ kêu lên, ngươi cài đồ con hoang này, phế vật đi không ai nuôi, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Phàm không nói, từng bước một đi về hướng Tiêu Trung, con người đen kịch vô cùng băng lãnh, kiếp trước thân nhân hắn mất sớm, một kiếp này hắn vẫn không có gặp qua cha mẹ mình. Lời nói của Tiêu Trung không thể nghi ngờ đã động đến nỗi đau trong lòng của Tiêu Phàm, cũng làm lửa giận trong lòng hắn nổi lên. Tiêu Trung nhìn thấy con người đen kịch của Tiêu Phàm đang bộc phát khí thế. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm, ánh mắt đáng sợ kia của Tiêu Phàm giờ phút này nào giống một kẻ phế nhân, ngươi bất quá là một tên phế nhân, lẽ nào ta còn sợ ngươi sao? Tiêu Trung lấy dũng khí, sau lưng hắn đột nhiên hiện lên hư ảnh một đầu hắc lang đang há to cái miệng như chậu máu cắn tới hướng Tiêu Phàm, nhất phẩm chiến hồn hắc phong lang. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Ý nghĩ hơi động, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh đen kịt, một cổ hàng khí cùng bạo xuất ra, trong chớp mắt, Tiêu Phàm cảm giác lực lượng toàn thân tăng vọt, trong lòng kinh ngạc, mức độ cường đại của U Linh chiến hồn vượt qua hắn dự liệu, tinh khí thần của hắn trong nháy mắt tăng đến cực hạn, cho dù chiến linh hậu kỳ, thậm chí chiến linh đỉnh phong giờ phút này tiêu phàm cũng dám chiến một trận. U Linh chiến hồn ngưng tụ thành một cái lợi trảo to lớn hướng về Hắc Phong Lan gào thét đến, móng vuốt sắc bén dị thường, hư ảnh Hắc Lan đột nhiên tan vỡ hóa thành một trận hắc vụ tiêu tán trong hư không, tiêu trung hét thảm một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự chiến chiến hồn đám người kinh hãi nhìn bóng đen sau lưng tiêu phàm da đầu có chút tê dại tên này không phải phế vật sao làm sao có thể thức tỉnh chiến hồn cường đại như thế tiêu phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn tiêu trung khinh thường nói ta biết ngươi là ai không phải là một con chó sao giọng một cái liền cắn chủ tử lưu ngươi lại làm gì hắn là một con chó nhưng cũng là chó của tiêu thiên ta đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân, chó của ta khi nào đến phiên phế vật ngươi đến giáo huấn. đột nhiên từ phía sau đám người truyền đến một đạo âm thanh, đám người vừa nghe đến cái tên tiêu thiên này đều lộ ra vẻ kính sợ, tự giác tách ra một con đường, chỉ thấy một người nam tử mặt bạch sắc cừu bào đi thẳng tới, hắn mặc một bộ áo bào màu trắng mày kiếm mắt sáng, mặc như ngọc quang, tư thế hiên ngang, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vũ động càng là làm nổi bật lên khí chất siêu phàm thoát tục người tới chính là tiêu gia đại thiếu gia, tiêu thiên, cũng là đệ nhất thiên tài tiêu gia hiện tại, nắm trong tay tứ phẩm chiến hồn truy phong lan, hắn hiện tại 18 tuổi đã là cảnh giới chiến sĩ hậu kỳ. Trong thế hệ trẻ cùng tuổi bên trong tiêu thành cơ hồ không có địch thủ, cảnh giới tu luyện của chiến hồn đại lục từ thấp đến cao được chia thành chiến linh, chiến sĩ, chiến sư, chiến tôn, chiến tông, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến thánh các loại, về phần chiến thần cơ hồ chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết chiến hồn đại lục rất nhiều năm qua chưa từng nghe nói qua trong đó mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn tiểu cảnh giới toàn bộ tiêu thành chiến tôn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay về phần chiến tông trừ phi nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn bằng không liền không có khả năng trở thành chiến tông cũng khó trách tiêu thiên ngạo khí như thế tiêu thành chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên hoang mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm chiến hồn người nắm giữ tứ phẩm chiến hồn trong tiêu gia đều cực kỳ thưa thớt mà tiêu thiên chính là trong những người ít ỏi đó hắn chỉ cần không vẫn lạc liền có thể trở thành cường giả chiến tôn thậm chí có tin đồn tiêu thiên trong tương lai chính là tiêu gia gia chủ đại thiếu gia ngài nhất định phải thay tiểu nhân làm chủ a tiểu nhân là chó của ngài làm sao có thể để ngoại nhân khi dễ nhìn thấy tiêu thiên đến tiêu trung đột nhiên tỉnh lại Ông đùi Tiêu Thiên bắt đầu khóc trống lên, Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Trung, tên gia hỏa vừa rồi lại giả chết, vả lại giả vô cùng giống, bây giờ lại còn làm ác nhân cáo trạng trước, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không khách khí trừng mắt lạnh lùng nói, quản tốt chó của ngươi, không nên thả ra để nó tùy tiện cắn người. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người rời đi, hắn đối với chiến hồn của chiến hồn đại lục cảm thấy cực kỳ hứng thú, hắn muốn biết tình trạng hiện tại trong cơ thể của mình hơn nữa hắn vừa mới thức tỉnh chiến hồn chỉ là chiến linh trung kỳ tiêu thiên lại là tiêu gia đệ nhất thiên tài sớm đã là chiến sĩ hậu kỳ hắn sẽ không ngốc đến mứng đối cứng cùng tiêu thiên ta cho ngươi rời đi sao tiêu thiên lạnh lùng một tiếng lách mình chặn trước người tiêu phàm trên mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý chó khôn không cản đường tiêu phàm biết rõ tên này hôm nay chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đã như vậy thì liền cường thế đối mặt tầm vừa dứt lời Tiêu phàm cảm giác cảm giác hổ khẩu một trận đau nhất, không đợi hắn phản ứng một cái nắm đấm trùng điệp nện lên bộ ngực hắn. Ngũ tạng lục phủ chấn động phun ra một nguồn máu tươi, thân hình hắn lui lại mấy bước, quỳ một chân xuống đất, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy, gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngo ngoe, tiểu tạp chủng, người dám mắng ta là chó. Con ngươi tiêu thiên vô cùng băng lãnh, ánh mắt lóe sát khí, tiêu phàm che ngực gian nan đứng dậy, hắn rốt cuộc biết chiến linh trung kỳ trên lệch với chiến sĩ hậu kỳ. Khác biệt như trời với đất, hắn thậm cơ hờ còn không thấy tiêu thi xuất thủ thế nào, tiêu thiên ngươi cũng là dựa vào cảnh giới để đè người, nếu là cùng cùng dai, ta giết ngươi như giết chó. Tiêu phàm giữ tận cười một tiếng lau máu nơi khóe miệng, không có mảy may nhượng bộ, ngươi là đang nằm mơ à, chỉ bằng phế vật ngươi cũng dám so sánh với đại thiếu. Tiêu Trung không nghĩ tới tiêu phàm dám nói chuyện như thế với tiêu thiên, không khỏi trào phúng lên, tiểu tạp chủng, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, nếu như ngươi thật có gan thì niên hội gia tộc một tháng sau liên gặp nhau trên đài, ta chờ ngươi. Gặp tiêu phàm không nói, tiêu thiên hít mắt cười lên, khoát tay một cái nói, chúng ta đi, đại thiếu, ngài chậm một chút. Tiêu trung hấp tấp theo sau lưng tiêu thiên. Quả thực giống như một đầu chó xù, phế vật chính là phế vật, ngay cả một quyền của đại thiếu cũng đỡ không nổi, một tháng sau đoán chừng đại thiếu đã đột phá chiến sĩ đỉnh phong phế vật này vừa mới thức tỉnh chiến hồn liền tự cho rằng bản thân tài giỏi đợi đến lúc đó đại thiếu một cái ngón tay đều có thể bóp chết hắn nói không đúng sao hôm nay vẫn khí phế vật này tốt đại thiếu tâm tình không tệ bằng không đại thiếu không chỉ đánh hắn thổ huyết mà cho hắn chí ít nửa năm không rời được giường đám người nghị luận ánh mắt cùng nhau tụ tập trên người tiêu phàm tràn ngập châm chọc và khinh thường Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, con ngươi sắc bén vô cùng, trong lòng kiên định nói, yên tâm, niên hội một tháng sau ta sẽ tham gia, đến lúc đó ta muốn đem thiên tài trong miệng các ngươi trà đạp ở dưới chân. Trở lại chỗ ở rách rưới của bản thân, Tiêu Phàm cau mày ầm nghĩ thiếu niên Tiêu Phàm mặc dù là một đồ bỏ đi, nhưng dù gì cũng là tiêu gia tam thiếu, cái địa phương này còn không bằng ổ chó, hắn đối với thiếu niên Tiêu Phàm này ngược lại có chút bội phục, không cha không mẹ, bắt sống một mình từ lúc 7 tuổi khi đó vẫn chỉ là một đứa bé, thật cơ hờ biết làm sao hắn có thể sống đến bây giờ. Thế giới này thực sự là tàn khốc A, à, thực lực vi tôn, căn bản không hề nói đến bất kỳ tình thân nào. Tiêu phàm trong mắt lóe qua vẻ kinh miệt, sau đó hắn liền bắt đầu tu luyện, muốn chuẩn bị cho niên hội một tháng sau của gia tộc, đệ tử tu luyện bên ngoài đến lúc đó đều sẽ trở về, rất nhiều người nhất định sẽ vũ nhục hắn. Mới vừa rồi bị tiêu thiên một kích đánh bay, Tiêu Phàm cũng minh bạch mình cùng Tiêu Thiên có chênh lệch khá lớn, trong một tháng đột phá cảnh giới chiến sĩ vẫn không đủ, thời gian đối với hắn mà nói rất trọng yếu, đêm tịch mịch như nước, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong căn phòng rách rưới, sau lưng hắn một đạo hắc sắc hư ảnh hoàn toàn hòa vào bên trong đêm tối, đó chính là U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm phát hiện thời điểm sử dụng U Linh chiến hồn, toàn thân tinh khí thần đều sẽ tăng lên tới cực hạn, hắn tốc độ tu luyện cũng tăng lên gấp bội. Liên tục sử dụng u linh chiến hồn đối với hồn lực của hắn tiêu hao cực lớn, bất quá hắn vẫn một mực kiên trì, nếu ông trời đã cho hắn cơ hội trọng sinh, hắn tự nhiên muốn hảo hảo sống tốt một lần, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà chảy vào bên trong đan điền. Bạch thạch tỏa ra quan mang yếu ớt, thương thế trong cơ thể nhanh chóng phục hồi như cũ, bạch thạch thần bí kia đối với trị thương lại có trợ giúp rất lớn, điều này làm Tiêu Phàm ngạc nhiên vô cùng, Tiêu Phàm tâm thần khẽ động. Thiên địa linh khí liền rót vào cơ thể hắn, ngưng tụ thành hồn lực càng to lớn, so sánh với hồn lực trước đó càng thêm tinh thuần, mặc dù hồn lực tiêu hao rất nhanh. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng cảm thụ được khí tức bản thân đang không ngừng mạnh lên, tiêu phàm hô hấp đều đặn, hơi thở tinh tế, sắc mặt bình tĩnh tường hòa, hồn lực trong cơ thể không ngừng lưu động rửa sạch gân cốt cùng kinh mạch, lúc này thân thể hắn giống như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh sau một hồi cổ khí tức này mới hài hòa trở lại. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trong một đêm hắn liên tiếp đột phá, bây giờ đã là chiến linh hậu kỳ, bất quá hắn còn chưa có ý định dừng lại, chiến linh cảnh chỉ mới là nhập môn tại chiến hồn đại lục, tiêu thiên cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Cường giả chân chính thân lượng cửu thiên, hô phong hoáng vũ, đó mới cảnh giới chân chính mà hắn hướng đến, sau khi Tiêu Phàm tỉnh lại cũng đã đến giữa trưa ngày hôm sau, hắn hít một hơi tự nhủ, đột phá chiến linh cảnh hậu kỳ cũng nên đi chiến kỹ các chọn lựa chiến kỹ, chương 3, vô tận chiến điển, chiến kỹ các, hậu nhân tiêu gia thức tỉnh chiến hồn đều có thể đi vào. Tuy nhiên chiến kỹ bên trong đều vô cùng bình thường, tuyệt học chân chính dĩ nhiên không thể nào để ở đây huống chi lấy tu vi chiến linh hậu kỳ của tiêu phàm cũng chỉ có thể quan sát một chút chiến kỹ bí tịch phổ thông mà thôi. Xin chào đại trưởng lão, bên ngoài chiến kỹ các, tại cửa ra vào có một lão giả tóc trắng đang ngồi xem một quyển sách đến nhập thần, người tiêu gia tiến vào chiến kỹ các đều cung kính chào hỏi hắn. Tiêu phàm đi tới cửa chỉ muốn tìm hiểu một chút nhưng mà lão giả tóc trắng lại trực tiếp ném cho tiêu phàm một tấm thẻ bài bằng gỗ, nói, người có thể chọn ba loại chiến kỹ rồi đem ra đây đăng ký, đa tạ đại trưởng lão. Tiêu phàm hơi hơi thi lễ, tiếp nhận tấm bản gỗ đi vào chiến kỷ các, chiến kỷ các có ba tầng, tiêu phàm rất kinh ngạc phát hiện tàn thư ở tiêu gia đúng là không ít. Tầng thứ nhất có ba hàng giá sách, mỗi một hàng đều có đến mấy trăm bản thư tịch, đọc lướt qua vài bản thư tịch liền trực tiếp đặt xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, những thứ này đều không phải chiến kỷ A, chắc chiến kỷ đặt ở tầng 2, thư tịch ở tầng 2 chiến kỷ các không nhiều, cũng chỉ có chừng 100 quyển, tiêu phàm hồn lực đảo qua cuối cùng rơi vào một quyển chiến kỹ nhị phẩm tên mê tung bộ. Mê tung bộ, chiến kỹ thân pháp nhị phẩm, tổng cộng chia làm tứ trọng, luyện tới đỉnh phong, quỷ ảnh mê tung. Tiêu phàm mở ra thư tịch, trong miệng thì thầm vài câu, đối với chiến kỹ hắn cũng biết một chút, công pháp ngoại trừ chia thành cửu phẩm còn phân thành các loại công pháp như công kích, phòng ngự, trị liệu, thân pháp. Mê tung bộ này chính là một loại chiến kỹ về thân pháp nhị phẩm mặc dù không quá mạnh nhưng chiến kỹ trị liệu cùng chiến kỹ thân pháp đều là thập phần thưa thớt, cho nên quyển nhị phẩm mê tung bộ này cũng coi như hiếm thấy, chọn nó vậy, thân pháp chiến kỹ so với phòng ngự chiến kỹ càng thêm khó có được, tiếp theo lại chọn một bộ chiến kỹ công kích và một bộ chiến kỹ phòng ngự vậy. Còn chiến kỹ trị liệu xem chừng cả tòa tiêu thành này cũng chẳng có. Tiêu phàm âm thầm trầm tư nhanh chóng lật xem bí tịch, hắn đem toàn bộ nội dung mê tung bộ ghi nhớ vào trong đầu, cũng có lẽ là bởi vì quá mức chú tâm nên bất tri bất giác đã khởi động u linh chiến hồn, sau một nén ngang tiêu phàm đột nhiên tỉnh lại, dưới chân vừa động ngay lập tức tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, hồn lực trong người lập tức tiêu hao một phần ba. Tiêu phàm ngốc trệ tại chỗ, lắp bắp nói, không thể nào, đã luyện đến đệ tứ trọng, cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, tu luyện nhị phẩm chiến kỹ đối với những cường giả mà nói thì rất đơn giản, nhưng hắn chỉ là chiến linh hậu kỳ, tu luyện nhị phẩm chiến kỹ nhất định sẽ có chút khó khăn, nhưng lúc này mới qua bao lâu. Hắn lại đem chiến kỹ nhị phẩm Mê Tung Bộ luyện đến đệ tứ trọng. Nếu như không phải chính hắn vừa mới thi triển thì hắn còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ, chẳng lẽ ta chính là kỳ tài võ học trong truyền thuyết. Gặp qua một lần liền nhớ, vô sự tự thông. Tiêu Phàm trong lòng có chút tự luyến, mắt lộ ra tinh quang nói, thử lại thử một lần nữa. Tiêu Phàm lại chọn lựa một loại chiến kỹ công kích nhất phẩm, tam trọng lãng, tam trọng lãng có tam trọng. Luyện đến tầng thứ ba liền có uy thế như sóng biển. Nhưng thời gian lần này lại vô cùng ngắn, chỉ vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ mà hắn đã tu luyện tới tầng thứ ba, mỗi một chi tiết đều được hắn xem xét cực kỳ kỹ lưỡng, thậm chí còn có một chút lĩnh ngộ mới. Mặc dù hắn đã có phỏng đoán nhưng vẫn bị chấn kinh như cũ, ánh mắt hắn lại quét về các chiến kỹ khác trên giá sách, trầm ngâm nói, ở đây có hơn 100 bộ chiến kỹ, ta hiện tại không có thời gian luyện thành tất cả, trước tiên ghi nhớ nội dung sau đó ra ngoài từ từ luyện vậy, phá lãng thủ, thanh phong đao quyết, phi hồng thất kiếm, kim cương chỉ, hơn 100 loại chiến kỹ. Quyền pháp có chừng 50 loại, kiếm pháp cùng đao pháp có nhiều hơn 20 loại, thối pháp cùng trưởng pháp cũng có 7-8 loại, ít nhất chính là chỉ pháp, chỉ có 4 loại. Phá lãng thủ, Bàn tay nhất định phải cương nhu dung hòa mới có thể đạt tới cảnh giới lấy nhu thắng cương, thanh phong đao quyết yêu cầu rất cao đối với lực lượng cùng thân pháp. Chỉ có 5 chiêu thế nhưng mỗi một chiêu đều cần có lực lượng bá đạo cùng thân pháp nhẹ nhàng phối hợp. Phi hồng thất kiếm yêu cầu bản thân phải có tốc độ cực cao bằng không căn bản không thể thi triển ra được quy lực. Tiêu Phàm nhớ kỹ những chiến kỹ này trong lòng lại càng chờ mong, nhưng nửa ngày sau đó hắn cũng chỉ chọn được thêm 10 bản chiến kỹ nữa mà thôi vô tận chiến điển. Ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một bản bí tịch cực kỳ cũ nát ở chỗ thấp nhất trên giá sách. Mở ra xem, Tiêu Phàm nhíu mày, bí tịch này không có giới thiệu cái gì, chỉ có miêu tả chiêu thức, nhìn qua vô cùng đơn giản, nếu như không phải danh tự tương đối bá khí thì Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn một cái. A. À, tiêu Phàm mém chút kêu lên thành tiếng, vào lúc ánh mắt hắn nhìn vào vô tận chiến điển liền phát hiện một điều quỷ dị, tranh minh họa giống như sống lại những bức tranh như đang diễn luyện trong mắt hắn. Tiêu Phàm lắc lắc cái đầu, tưởng mình xem nhiều chiến kỷ quá nên bị mờ mắt, thầm nghĩ, chiến kỹ này khẳng định không đơn giản, muốn mang ra ngoài xem ra có chút phiền phức, vạn nhất không được vậy phải nghĩ điện pháp sao chép lại. Hắn lên tầng 3 nhìn một chút cũng không còn thấy thứ gì hấp dẫn nữa liền cầm bí tịch vô tận chiến điển đi tới chỗ đại trưởng lão để đăng ký. Vô tận chiến điển. Ngươi chọn bản chiến kỹ này. Đại trưởng lão như mày, vô tận chiến điển này nhiều năm như vậy đều bị phủ đầy bụi bặm, ngươi lẽ nào không hoài nghi ư? Người khác không cách nào tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Ta cho ngươi một cơ hội nữa vào chọn lại ba quyển bí tịch khác, tránh làm lãng phí thời gian tu luyện của ngươi. Tiêu Phàm biết rõ đại trưởng lão có ý tốt, cung kính thi lễ, ngữ khí thập phần kiên quyết nói, đại trưởng lão, ta muốn chọn bản bí tịch này. Đại trưởng lão nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin như vậy lại lắc lắc đầu nói, nếu ngươi đã không nghe ta khuyên bảo vậy ta cũng không còn gì để nói, bản sách nát này không cần đăng ký, ngươi cầm đi đi, tiêu phàm sững sờ, vội vàng nói, đa tạ đại trưởng lão, tiêu phàm thu hồi vô tận chiến điển rời đi chiến kỹ cắt. Trong lòng nghi ngờ không thôi, bất quá rất nhanh liền bị kích động thay thế, đại trưởng lão nhìn theo thân ảnh tiêu phàm đang biến mất, thở dài nói, người tu luyện vô tận chiến điển đến cuối cùng đều đem mình luyện đến điên điên khùng khùng, Ngươi cầm đi cũng được, tốt nhất là đừng trả lại. Tiêu Phàm tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của đại trưởng lão, hắn đắc ý ông Vô Tận chiến điển trở lại trong sân liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. So sánh với chiến kỹ khác thì Vô Tận chiến điển này xác thực quỷ dị hơn, trong một đêm hắn đều không hiểu, bất quá hắn cũng không phải không có thu hoạch được gì, hắn cảm thấy như hiểu như không, nếu là chiến kỹ khác, hắn đã sớm thành thạo rồi, còn nếu không hiểu, hắn cũng dứt khoát mặc kệ thời gian còn có không đến một tháng, gia tộc niên hội sắp đến, đối với tiêu phàm mà nói điều quan trọng nhất hiện tại là nâng cao thực lực lên. Sáng sớm hôm sau, tiêu phàm mang theo một chui kiếm thép, chuẩn bị một chút lương khô, mang theo vô tận chiến điển hướng thâm sơn bên ngoài tiêu thành mà đi. Chương 4, đoạt thức ăn trong miệng cọp, lạc nhật sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, các dãy núi hàng năm đều bị mây mù che khuất phiêu miểu vô cùng, thiên địa linh khí cũng mong manh đến cực điểm, tu luyện ở đây hiệu quả vô cùng kém, nơi này so với tưởng tượng lại càng nguy hiểm hơn nhiều, trong dãy núi có rất nhiều hồn thú, còn là hồn thú có chiến lực cực kỳ cường đại. Ngay cả cường giả chiến tôn đều vô cùng kiên kỵ, đương nhiên cũng bởi vì như thế mà nơi này cũng là một nơi lý tưởng dành cho tu sĩ, rất nhiều cường giả tiến vào nơi đây săn giết hồn thú để lấy hồn tinh bên trong, hồn tinh là tài nguyên trọng yếu để tu sĩ tu luyện trên chiến hồn đại lục. Bên trong hồn tinh ẩn chứa hồn lực, hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh là con đường nhanh nhất để tăng lên hồn lực. Uống, bên trong lạc nhật sơn mạch truyền đến tiếng hét của tiêu phàm, chỉ thấy hắn xông ra như là mảnh hổ, vung quyền đánh lên một tảng đá lớn, trầm. Tảng đá kia liền bị đánh thành từng mảnh vụn, tiến vào lạc nhật sơn mạch tiêu phàm liền bắt đầu tu luyện, tiêu phàm điên cùng tu luyện, thoáng chốc đã qua mấy ngày, sau khi tu luyện, tiêu phàm đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong. Quy lực của chiến kỷ nhị phẩm Phá lãng thủ quả thực không tồi, cương nhu hòa hợp cho dù không thi triển lực lượng chiến hồn cũng có thể tùy tiện đánh, bại chiến linh cảnh đỉnh phong, nếu tăng thêm lực lượng chiến hồn thì cho dù chiến sĩ tiền kỳ ta cũng có thể đánh một trận. Tiêu phàm nhìn hai tay mình, hài lòng cười một tiếng, trong mấy ngày nay hắn đã tu luyện thành công 18 loại chiến kỹ khác nhau. Trong đó có 6 loại nhị phẩm chiến kỹ, 12 loại nhất phẩm chiến kỹ, nếu người khác nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng ngươi là người si nói mộng, bên trong lạc nhật sơn mạch không phải có hồn thú sao. Làm sao mấy ngày nay đến một con cũng không thấy. Tiêu phàm cao mày tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi được một đoạn, tiêu phàm cuối cùng cũng thấy được một đầu hồn thú, đó là một con hỏa linh điểu nhị dai sơ dai, hơn nữa có vẻ như nó bị thương nặng. Nếu như không phải đang bay trên trời thì tiêu phàm cũng muốn so một trận với nó, đột nhiên tiêu phàm dừng bước, hồn lực tản ra, Lỗ tai rung động nhẹ nhẹ một cái, là tiếng đánh nhau, hơn nữa hẳn là người cùng hồn thú đang chiến đấu. Tu giả cùng với người bình thường có khác biệt to lớn, đó chính là do tu luyện hồn, lực nên ngũ giác cực kỳ cường đại, cho dù không dùng mắt nhìn cũng có thể phát hiện động tĩnh xung quanh, hơn nữa còn có thể tìm chính xác nơi phát ra tiếng động. Tiêu Phàm cẩn thận đi về phía phát ra âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, lúc này, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn cách ba bốn chục mét có một con hổ màu đen giống như hắc ngọc thân thể dài 4 mét uy phong lẫm lẫm khiến người khác có cảm giác bị áp bách hồn thú nhị giai đỉnh phong hắc ngọc hổ tiêu phàm liếc mắt liền nhận ra con hổ màu đen kia thực lực của nó có thể so với chiến sĩ đỉnh phong lấy thực lực hắn bây giờ hoàn toàn không phải đối thủ của nó đối diện có bốn đạo thân ảnh hai nam hai nữ từ bốn phương tám hướng vây công hắc ngọc hổ thực lực bốn người này cũng không tính là cao bất luận một người đều không có khả năng một mình chống lại Hắc Ngọc Hổ, nhưng bốn người này phối hợp hết sức ăn ý, xem ra đã cùng nhau luyện tập một thời gian, bằng không cho dù bốn người cũng chưa chắc có thể thu phục Hắc Ngọc Hổ, Tô Gia Tô Tuấn, Lâm Gia Lâm Triều Dương. Tiêu Phàm hơi hiếp mắt, trong nháy mắt nhận ra hai người trẻ tuổi trong đó, tên thiếu niên áo đen đại khái 17-18 tuổi, bên hông cắm một cây chủy thủ, cho dù không dùng vũ khí nhưng công kích của hắn vẫn là mạnh nhất trong bốn người, người này chính là Tô Tuấn. Lâm Triều Dương mặc hắc sắc trang phục, trong tay cầm một chuôi đại đao, lúc xuất lúc thu bức cho Hắc Ngọc Hổ liên tục lùi về phía sau. Tại trên người Hắc Ngọc Hổ lưu lại vài đạo vết thương. Tô gia, Lâm gia và Tiêu gia chính là tam đại gia tộc ở Tiêu Thành, luận thực lực thì Tiêu gia là đệ nhất, nhưng hai đại gia tộc kia một mực liên hợp cùng một chỗ làm cho Tiêu gia cũng có chút kiên kỵ. Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương chính là thiếu chủ của hai đại gia tộc này, cùng với tiêu gia tiêu thiên được xưng là tiêu thành tam tiểu thiên tài, chiến lực mà hai người biểu hiện ra lúc này đều chính là chiến sĩ hậu kỳ. Trống hát ngọc hổ gào thét, hiện tại nó đã thấm mệt, móng vuốt sắc bén không còn uy hiếp được bọn Tô Tuấn, nhị giai đỉnh phong nó bị bốn tên nhân loại áp chế, trong lòng biệt khuất vô, cùng, mặc dù muốn chạy trốn nhưng đối phương căn bản sẽ không cho nó cơ hội, chết đi. Tô Tuấn cầm lên một tiếng ánh mắt như điện, thân hình như là đại bằng, xông lên dùng một chưởng hung hăng đập vào đột ngọc hổ. Trăng rắc, một tiếng tiếng xương cốt vỡ ra, hắc ngọc hổ trên một tiếng, thân hình khổng lồ như con diều đứt dây bay ra ngoài, tô huynh thật lợi hại, lấy thực lực bây giờ của ngươi đoán chừng ngay cả tiêu thiên cũng chưa chắc là đối thủ. Lâm Triều Dương cười cười, trong mắt lại lóe lên một tia quan mang hung ác nham hiểm, Lâm Huynh khiêm tốn, một khỏa nhị giai hồn tinh này ta cần để đột phá chiến sĩ đỉnh phong, một viên tiếp theo liền thuộc về ngươi, như thế nào? Tô Tuấn thản nhiên nói, ngữ khí dứt khoát, Tô Huynh, ta cũng cần nó để đột phá chiến sĩ đỉnh phong, hay là vậy đi, ta lấy một khỏa này đột phá chiến sĩ đỉnh phong xong liền lập tức cùng ngươi đi tìm nhị giai đỉnh phong hồn thú khác. Lâm Triều Dương cũng không chịu thua, nhị giai đỉnh phong hồn tinh này bọn hắn phải phí rất nhiều công phu mới có thể đạt được. Lại làm sao có thể dễ dàng buông tha như thế, hơn nữa, nhị giai đỉnh phong hồn thú thập phần khó tìm, tại bên ngoài lạc nhật sơn mạch xem như hiếm thấy, nhưng bên trong lại không thiếu, chỉ có điều lỡ như xuất hiện một đầu hồn thú tam giai thì sao? Trước mắt đã có một khỏa hồn tinh nhị giai đỉnh phong, là kẻ ngu mới bỏ qua, lâm triều dương, ngươi không nên quên mục đích cuối cùng là ta, giết chết hắc ngọc hổ, sắc mặt tô tuấn âm trầm bất định, phi nhị giai đỉnh phong hồn tinh này hắn nhất định phải có, nếu như không có chúng ta hỗ trợ. ngươi có thế giết chết nó sao? Lâm Triều Dương lại nói, thân thể dường như muốn động thủ. Vào lúc này, trong bụi cỏ cách đó không xa có một đạo thân ảnh đang lặng lẽ tới gần thi thể Hắc Ngọc Hổ, tiêu phàm cách Hắc Ngọc Hổ chỉ có vài mét, lúc đầu còn làm cho hắn kiên dè một chút, hắn tính quay người chuẩn bị rời đi nhưng lại không nghĩ tới Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương vậy mà chó cắn chó, đây chính là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao. Tiêu phàm nín thở, ngưng thần tận lực thu liễm khí tức, dùng một tay mò vào trong đầu của Hắc Ngọc Hổ, lúc này, một khỏa tiểu tinh thạch hắc sắc to cỡ nắm tay xuất hiện ở trong tay hắn, đây chính là hồn tinh của hồn thú, ẩn chứa hồn lực khổng lồ, đối với việc tu luyện hồn lực có chỗ tốt cực lớn, đồ vật tốt, có viên nhị giai đỉnh phong hồn tinh này ta có thể đột phá chiến sĩ sơ kỳ rồi. Tiêu phàm trên mặt vui vẻ, lặng lẽ thối lui, răng rắc. Thanh âm nhánh cây bị gãy vang lên, tiêu phàm thầm hô không tốt, quả nhiên đúng lúc này, bốn cặp mắt âm u quét đến làm tiêu phàm phát lãnh một trận, tiêu phàm biến sắc, chân đạp mê tung bộ xoay người chạy, đối diện với bốn tên chiến sĩ hậu kỳ, chắc chắn hắn không thể thủ thắng, một tên tiểu tử chiến linh cảnh đỉnh phong cũng dám đoạt thức ăn trong miệng cọp. Tô Tuấn cười lạnh, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, chân đạp một cái cả thân ảnh đều như một đạo kiếm quan bắn ra ngoài, truy. Lâm Triều Dương cũng không chút do dự đuổi theo, hồn tinh nhị giai đỉnh phong rất trân quý, đồ vật tới tay làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Chương 5, Họa Thủy Đông dẫn, nhìn viên hồn tinh trong tay, tiêu phàm hít sâu một cái, thì thầm, đồ vật đã đến tay thì không có lý nào lại nhả ra, sau đó quay đầu nhìn phía sau thấy nhóm bốn người Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương truy theo không bỏ, hai người kia giờ phút này đã nổi lên sát tâm, cùng thống nhất một lần nữa đối phó với ngoại nhân. Về phần thi thể Hắc Ngọc Hổ đã sớm bị bọn hắn ném ra khỏi đầu rồi, So với hồn tinh thì thi thể của hồn thú lại không có đáng tiền, cũng may nơi này là rừng rậm, nếu không thì không biết Tiêu Phàm đã bị giết bao nhiêu lần rồi, mê tung bộ được thi triển đến cực hạn, trong rừng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu Phàm lướt đi ngay cả một chiếc lá cũng không hề đụng phải, bỏ mẹ rồi. Hình như ta đang tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch a. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, Tô Tuấn cùng Lâm Triều Dương hai cái gia hỏa này vì một viên hồn tinh bé xíu lại truy sát hắn không thôi sau nửa canh giờ tiêu phàm đã cực kỳ mỏi mệt mê tung bộ là nhị phẩm chiến kỹ nên tiêu hao đối với hồn lực là rất lớn đây còn là dưới tình huống hắn đã khống chế cực kỳ chuẩn xác đối với hồn lực nếu đổi lại là một tên tu sĩ chiến linh khác thì đã sớm bị hư thoát mà trong nửa canh giờ này tinh thần của hắn cũng căng thẳng đến cực điểm không chỉ phải đề phòng bọn người truy sát mà còn phải đề phòng yêu thú nữa không được nhất định phải lập tức bổ sung hồn lực bằng không bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp Tiêu phàm thầm nghĩ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chầm chầm vào viên hồn tinh trên tay, sau một khắc, tiêu phàm trực tiếp đem hồn thạch nuốt xuống. Hồn lực trong cơ thể đột nhiên biến thành hôn lưu, dòng chảy hồn lực, trực tiếp tiến vào bên trong kinh mạch của tiêu phàm, hồn tinh nhị giai đỉnh phong chứa hồn lực đủ để bạo thể bất kỳ tên tu sĩ chiến linh cảnh nào dám hấp thu nó, điểm này tiêu phàm hoàn toàn chưa nghĩ đến, hắn chỉ cảm thấy đang điền giống như muốn nổ tung, truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế. Ngay tại lúc này U Linh chiến hồn đột nhiên động, điên cuồng cắn nuốt hồn lực bên trong đan điền, điều trùng hợp là thân thể của tiêu phàm cũng vừa đạt đếm cực hạn, ầm ầm. Âm. âm thanh giống như một con sóng lớn xô vào bờ, hồn lực bên trong cơ thể tiêu phàm cuồn cuộn tựa sông lớn tràn ra, khí thế tiêu phàm trong nháy mắt đại tăng, chiến sĩ sơ kỳ, khóe miệng tiêu phàm chảy ra một dòng máu đỏ. Bất quá lại là cười bản thân cuối cùng đã cực đúng, một viên hồn tinh nhị giai đỉnh phong thật sự làm cho hắn đột phá lên chiến sĩ sơ kỳ bất quá hắn cũng phát hiện một sự tình kỳ quái chính là trong lúc u linh chiến hồn hấp thu hồn lực dư thừa vậy mà trở nên càng thêm thâm thúy hơn nữa còn có từng tia hồn lực thẩm thấu ra không ngừng cọ rửa kinh mạch hắn loại tốc độ này rất chậm nhưng tiêu phàm lại chân thực cảm nhận được nói cách khác hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tu luyện trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn thấy hiệu quả nhưng nếu tích lũy theo năm tháng thì thế nào đây? Nghĩ đến điều này, tiêu phàm trong lòng kích động không nói nên lời, vào lúc hắn đang suy nghĩ lại có một tiếng gầm của yêu thú vang lên, ngao ô, cách phía trước hơn 20 mét có một đầu cự lan cao 2 mét, dài gần 4 mét đang đứng tru lên. Một đôi nhãn cầu huyết sắc lộ ra bản chất hung tàn, toàn thân nó huyết hồng giống như từng cây gai nhọn, trông hết sức sắc bén hắn đoán công kích và phòng ngự của đầu yêu thú này nhất định rất cường hãn. tiêu phàm vội vàng đình chỉ thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. không phải chứ, vừa mới may mắn đột phá chiến sĩ sơ kỳ vậy mà lập tức gặp, phải tam giai huyết văn lan. Mặc dù hắn không biết thực lực đầu huyết văn lan tam giai này như thế nào, nhưng tiêu phàm có thể cảm nhận được đầu huyết văn lan này so với hắc ngọc hổ trước đó bọn tô tuấn giết càng cường đại hơn nhiều, chênh lệch giữa tam giai hồn thú cùng nhị giai hồn thú giống như chiến sĩ so với chiến sư vậy. Tên khốn kiếp, xem ngươi còn chạy đi đâu. Cũng đúng lúc này, tiếng mắng chửi của Tô Tuấn vang lên, tình huống hiện tại quả đúng như câu trước gặp sói sau gặp hổ. Tiêu phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, nhặt một cục đá ném về hướng huyết văn lan, hắn hai chân phát lực, dùng sức đạp một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên, trong phút chốc liền trốn vào bên trong một bụi cỏ. Ngao ô nhìn thấy có người dám khiêu khích nó, huyết văn Lang ngửa mặt lên trời gào thét, hai con mắt to như cái lồng đèn chứa đầy huyết tính nhìn về hướng đám người Tô Tuấn, tam giai hồn thú huyết văn lan. Vào lúc Tô Tuấn nhìn thấy huyết văn lan thì hắn đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt châm chọc của huyết văn lan, Tô Tuấn gian nan nuốt nước miếng một cái. Một đầu hắc ngọc hổ nhị giai đỉnh phong cũng đã khiến bọn hắn thập phần gian nan huống chi là một đầu huyết văn lan tam giai trước mặt, trong lòng hắn sớm đã đem tổ tông 18 đời của Tiêu phàm Ân cần chào hỏi 100 lần, thiếu gia, chạy mau, người nam tử bên cạnh Tô Tuấn khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng, trong mắt có chút sợ hãi, Tô Tam, thay ta ngăn nó lại, ta nhất định sẽ không bạc đãi người nhà của ngươi, thấy nam tử trung niên kia xông lên, Tô Tuấn gật đầu hài lòng, Tiêu phàm cách đó không xa thấy cảnh này liền cười lạnh không thôi. Nếu như có thể thì nam tử trung niên gọi là Tô Tam kia tuyệt đối sẽ chạy chỉ là hắn một khi hắn chạy thì người nhà của hắn sẽ phải chết tuyệt không nghi ngờ. Huyết Văn Lan gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn nhảy lên trực tiếp nhào về phía Tô Tam, ngay một tích tắc liền đã cắn nát đầu của Tô Tam, đồ phế vật, ngay cả mấy hơi thở đều không chống đỡ nổi. Tô Tuấn tức giận mắng một tiếng sau đó cấp tốc lách mình biến mất trong rừng. Huyết Văn Lan thực lực mặc dù cường đại nhưng thân hình to lớn của nó lại hạn chế sự linh hoạt, vì vậy mà tô tuấn lúc này mới may mắn trốn tu sĩ cấp thấp thật đáng buồn đều là chết đi một cách vô ích như vậy tiêu phàm lắc đầu thở dài hắn trong lòng có chút tiết hận vậy mà lại để cho tô tuấn trốn thoát đây đúng là một thế giới nhược nhục cường thực chỉ cần cảnh giới người yếu một chút liền sẽ trở thành pháo hôi cho người khác vừa nhìn một kích vừa rồi tiêu phàm cũng nhận thức được sự cường đại của con huyết văn lang tam giai này tuyệt đối không phải yêu thú tam giai bình thường mà có thể chính là tam giai hậu kỳ thậm chí tam giai đỉnh phong sau nửa ngày huyết văn lang chậm rãi lui về địa phương lúc trước tiêu phàm không khỏi lộ ra vẻ cổ quái một đầu hồn thú mặc dù có lãnh thổ riêng nhưng bọn chúng cũng rất ít khi ở lại đó quá lâu đột nhiên mắt tiêu phàm sáng lên cái mũi ngửi ngửi ánh mắt rơi vào một gốc thảo dược bên cạnh huyết văn lang cái nụ hoa của gốc thảo dược kia đã hơi mở tùy thời liền có thể nở rộ long tiên thảo nhìn thế này nhất định đã trên trăm năm rồi a à. Tiêu phàm chấn động vô cùng, Long Tiên Thảo mặc dù chỉ là thảo dược tứ phẩm, nhưng lại là chủ dược của rất nhiều loại thuốc khác, trong lạc nhật sơn mạch cũng thập phần hiếm thấy, một gốc trăm năm này lại càng cực kỳ hiếm, nếu đem đi bán thì giá trị ít nhất cũng được mấy vạn hạ phẩm hồn thạch. Đủ để hắn tu luyện cho tới cảnh giới chiến sư, bất quá tiêu phàm cũng biết có tam giai huyết văn lan thủ hộ ở đây thì hắn căn bản không thể nào lấy được tứ giai Long Tiên Thảo, xem ra Long Tiên Thảo này không có duyên với ta. Tiêu Phàm lắc đầu nằm rạp trên mặt đất chậm rãi bò ra khỏi lùm cây, ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía Long Tiên Thảo. Đột nhiên, Huyết Văn Lan ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiêu Phàm toàn thân run một cái nhìn sang để chuẩn bị toàn lực né tránh. Nhưng mà để cho hắn kinh hãi chính là một đầu hắc sắc cự mãng to lớn đang treo ngược phía trên cổ thụ, con mãng xà này duỗi dài chí ít chừng 20 thước, hắc sắc lân giáp bao trù toàn thân giống như chiến giáp, ra u quang khủng bố đang nhìn chầm chầm huyết văn lan, lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào. Tiêu phàm chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra lai lịch của con cự em M này, hồn thú tam giai đỉnh phong, hắc giáp cự mãn, chương 6, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, nhìn thấy hắc giáp cự mãn xuất hiện, tiêu phàm cũng hít một hơi lãnh khí, một đầu tam giai huyết văn lan đã đem hắn dọa cho phát sợ, hiện tại lại xuất hiện một đầu tam giai hắc giáp cự mãn, hai đầu tam giai hùng thú này đối với hắn mà nói đã là quái vật khổng lồ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tiêu phàm chính là bỏ chạy. Trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, mà hiện tại đối với hai đầu yêu thú này mà nói thì hắn ngay cả rùi mũi cũng chưa bằng, trống. Tại thời điểm khi hắn quay người chuẩn bị bỏ trốn thì hắc giáp cự mãn cùng huyết văn lan đã lao vào nhau, thân thể to lớn của huyết văn lan đối với hắc giáp cự mãn cũng không tính là gì, nhưng mà tốc độ cùng công kích của nó lại không phải hắc giáp cự mãn có thể so sánh hơn nữa hai đầu hồn thú rất hiển nhiên đều là vì long tiên thảo mà chiến nên cả hai đều cố ý tránh đi khu vực long tiên thảo tiêu phàm lúc đầu định chạy trốn nhưng thấy cảnh này liền mở cờ trong bụng hai đại hồn thú càng đánh càng xa đây không phải là tạo cơ hội cho bản thân mình sao tứ giai long tiên thảo cực kỳ quý hiếm đây chính là mấy vạn hạ phẩm hồn thạch a Tiêu Phàm thấy cho dù là tôn tử của tộc trưởng Tiêu Gia thì tiền lương một tháng cũng chỉ có 10 mai hạ phẩm hồn thạch. 10 mai hạ phẩm hồn thạch đủ cho một nhà ba người bình thường sống an nhàn trong một tháng. Như vậy liền có thể thấy được mức độ trân quý của Long Tiên Thảo, soạt soạt. Nhưng mà không đợi Tiêu Phàm xuất thủ thì phía trước đã truyền tới từng đạo âm thanh soàn soạt. Tiêu Phàm vội vàng rụt cổ lại, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn còn có những người khác đánh chủ ý lên Long Tiên Thảo, hơn nữa nhân số không ít, chí ít có 4-5 người. Tiêu phàm thần sắc khẩn trương tới cực điểm, nín thở ngưng thần không dám thở mạnh một cái, đối phương rất hiển nhiên cũng muốn làm một cái ngư ông đắc lợi, quanh. Một tiếng như cùng bạo thủy triều quét qua, tiêu phàm đang nằm sấp trên mặt đất có thể rõ ràng cảm giác được không gian bị rung động một cái, ngay sau đó truyền đến tiếng gào thét của huyết văn lan, nơi xa, hắc giáp cự mãn lân giáp toàn thân tróc ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể siết chặt lấy thân thể của huyết văn lan, từng tiếng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, hắc giáp cự mãn tuy tốc độ không bằng huyết văn lan nhưng khả năng khống chế lại là vô cùng kinh khủng, cho dù tam giai đỉnh phong hồng thú đều muốn kính nghi viễn chi, một khi bị cuốn lấy cơ bản chỉ có một con đường chết. Bất quá huyết văn lan vẫn còn có sức phản kháng, răng nanh giữ tận cùng móng vuốt xé rách một khối lớn huyết nhục của hắc giáp cự mãng, cuối cùng cắn vào đầu hắc giáp cự mãn mà hắc giáp cự mãn siết chặt lấy huyết văn lan trên không trung không ngừng quay cuồng dùng hết toàn lực ghìm chặt huyết văn lan hai đầu yêu thú giằng co lẫn nhau chỉ cần một bên buông lỏng sẽ lập tức bị giết không nghi ngờ thời gian đã trôi qua một nén nhang hai con yêu thú vẫn thề chết không buông cũng ngay tại lúc này nụ hoa long tiên đột nhiên chậm rãi nở rộ cánh hoa tử sắc tiên diễm chói lọi tản ra từng đạo từng đạo tử sắc quang mang giống như là một đầu tiểu long nở rồi. Tiêu phàm ánh mắt sáng quắc, thiếu chút nữa thì hô lên, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống được, tiêu phàm có thể nhịn xuống. Nhưng những người khác thì chưa chắc nhịn được, nhìn thấy cánh hoa long tiên thảo đã nở rộ, năm đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ sông ra lao thẳng tới chỗ long tiên thảo, trống. khuyết Văn Lan cùng hắc giáp cự mãn đồng thời gầm thét buông thân thể đối phương ra, hướng năm đạo thân ảnh kia đánh tới. Liễu nhất, liễu nhị, ngăn bọn chúng lại một tiếng quát như sấm vang lên, hai nam tử đằng đằng sát khí xông về hướng hai đầu hồn thú tam giai đánh tới, chỉ thấy một bạch y thiếu niên chừng 18 tuổi đang đứng trước Long Tiên Thảo cúi người xuống hái lấy, ở bên cạnh hắn còn có hai tên nam tử trung niên đang đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, ầm. Đuôi rắn của hắc giáp cự mãn quét ra. Từ trên hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, một tên nam tử bị đuôi rắn đánh trúng thân thể bị đánh bay ra ngoài đập vào trên một tảng đá lớn, thủ cấp vỡ nát. Một tên khác cũng bị huyết văn lan cắn đứt ít hầu, máu phun ra như suối, tiêu phàm đối với thực lực hai đầu hồn thú tam giai có một nhận thức mới, cho dù bản thân bị trọng thương cũng có thể miễu sát chiến sĩ đỉnh phong. Khó trách Tô Tuấn không cần suy nghĩ liền nhất chân chạy trốn, thiếu chủ, đi mau. Hai tên hạ nhân còn lại bị dọa đến nhũng người, bọn chúng nào ngờ được hai đầu tam giai hồn thú sau khi chiến đấu vậy mà còn khủng bố như thế nhưng vừa chưa dứt lời thì bạch y thiếu niên hung ác kia đã đẩy hai tên hạ nhân đến phía trước hồn thú sau đó cầm long tiên thảo xoay người chạy tiểu tử này so với tô tuấn càng thêm vô sĩ a nhìn thực lực hắn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ nếu như không có những thủ hạ này đoán chừng đã sớm chết đến không thể chết lại tiêu phàm xem thường nhìn bạch y thiếu niên kia biến mất trong rừng hai tên thủ hạ kia bị đẩy ra chỉ có thể ngăn trở trong mấy hơi thở sau đó liền thân tử đạo tiêu hai đầu hồn thú phẫn nộ gào thét đuổi theo hướng bạch y thiếu niên kia những nơi đi qua đất đá bay tứ tung thụ một sụp đổ hai đầu yêu thú giống như hai cái máy càng quét khắp nơi tam giai hồng thú tuy thực lực mặc dù cường đại nhưng cũng không có khủng bố đến thế a à. tiêu phàm cao mày cảm giác sự tình có chút cổ quái hai con yêu thú này tựa như đang thiêu đốt những tia sinh mệnh cuối cùng của chúng vậy tiêu phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì liền lộ vẻ vui mừng lắp bắp nói hai con yêu thú này vừa nãy đã lưỡng bại câu thương thực lực giảm đi nhiều, nên vừa rồi mới thiêu đốt sinh mênh màn chiến đấu, nhưng loại trạng thái này khẳng định không kiên trì được bao lâu, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự truy theo, quả nhiên sau thời gian nửa chén trà nhỏ, huyết văn lang đã ngã xuống. Hai mắt vô hồn không còn sinh mệnh, còn về đầu hắc giáp cự mãn kia lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên vẫn còn truy sát tên bạch y thiếu niên đi, tam giai hồn tinh, hình như cũng đáng giá mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch a. Tiêu Phàm lấy ra kiếm thép mở đầu huyết văn lang lấy ra một viên hồn tinh huyết sắc ống ánh trong suốt, trên mặt lộ ra vẻ kích động, xem ra ta mới là người cười đến cuối cùng a. À. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên toàn thân nổi da gà, theo bản năng liền đem mê tung bộ thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt rời khỏi hơn 5 mét, sau một khắc, một cái đầu to lớn xuất hiện ở trước thi thể huyết văn lang. Cái miệng như chậu máu mở ra, một ngụm đem thi thể to lớn của huyết văn lan nuốt vào trừ hắc giáp cự mãn còn có thể là ai, tiêu phàm tê cả da đầu. Hắn nào nghĩ hắc giáp cự mãn sẽ quay trở lại, bất quá, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được sinh mệnh của hắc giáp cự mãn đang rất yếu ớt, tạm thời đối với hắn không có lực uy hiếp, đại ca, huyết văn lan ở phía trước, đầu hắc giáp cự mãn cũng bị thương nặng, tuyệt đối chạy không được. Trong rừng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh cùng với tiếng bước chân dồn dập. Nhị đệ, ngươi lần này đã lập được đại công, được hai viên hồn tinh tam giai thì hai người chúng ta đều có thể đột phá chiến sư. Một đạo tiếng cười cởi mở khác vang lên, ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh tiến vào bên trong tầm mắt tiêu phàm, cầm đầu là hai nam tử, trong đó một người chính là bạch y thiếu niên khi nãy cầm lấy long tiên thảo chạy đi. Người còn lại là một thanh niên khôi ngô mặc áo giáp màu đen, trên vai vác một thanh phủ đầu, búa, triều, cự đại, tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực nhìn quần áo đám người đang mặc cộng với sưng hô khi nãy của mấy người thủ hạ của bạch y thiếu niên kia, tiêu phàm bỗng hơi nheo hai mắt, liễu thành, liễu gia tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chương 7, trảm hắc giáp cự mãn. Liễu Thành cũng giống như Tiêu Thành đều dựa vào Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng hai tòa thành trì này cách nhau rất xa, người Liễu Gia xuất hiện ở nơi này quả thực kỳ quái, người của hai tòa thành trì đều dựa vào tài nguyên Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể sinh tồn, mặc dù bên ngoài không có phân chia cụ thể nhưng vị trí hiện tại của mảnh địa vực này lại thuộc về tiêu thành, tiêu phàm thu liễm tâm tư. Con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía đám người liễu gia, hả? Thi thể của huyết văn lan đâu? Làm sao chỉ còn lại hắc giáp cự mãn? Bạch y thiếu niên nhìn vũng máu phía trước cao mày nói, nhị đệ, thi thể huyết văn lan đã không còn, vậy chỉ cần lấy được hồn tin của hắc giáp cự mãn, đại ca liền đột phá chiến sư, sau đó giúp ngươi đi tìm tam giai hồn thú khác nam tử khôi ngô thông thả ngắm cảnh. Cũng không để hắc giáp cự mãn cả người đầy máu kia vào trong mắt được. Bạch y thiếu niên gật đầu, sau đó vung tay lên nói, giết được hắc giáp cự mãn này, mỗi người đều được thưởng 200 hạ phẩm hồn thạch, yên tâm đi nhị thiếu gia, đầu hắc giáp cự mãn này đã trải qua trọng thương, muốn giết nó rất đơn giản. Một tên hạ nhân liễu gia lơ đỉnh cười nói. Những người khác cũng là khí thế hiên ngang, giờ phút này khí tức của hắc giáp cự mãn đã suy yếu vô cùng căn bản không thể phát huy được thực lực của tam giai hồn thú tám người bọn hắn đều là chiến sĩ đỉnh phong cả đám hợp lực lại thì ngay cả hồn thú tam giai lúc còn toàn thịnh cũng có thể đối phó được giết nam tử khôi ngô huy động chiến phủ lắc mình một cái liền tới trước người hắc giáp cự mãn chiến phủ chém xuống tia lửa bắn tứ tung hắc giáp cự mãn phát ra từng đợt âm thanh gào thét quả nhiên là miệng cọp gan thỏ những người khác thấy thế lập tức tự tin vô cùng, tiêu phàm đang núp trong bóng tối cao mày một cái, hình như có điều gì đó không đúng, hắc giáp cự mãn sau khi thôn vệ thi thể huyết văn lan không có khả năng trở nên yếu nhược như thế, nhưng trong một khắc hắn liền đã minh bạch, vào lúc tám người kia đang tiếp cận nó. Hắc giáp cự mãn đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể khủng bố đột nhiên hoành không vung ra, hư không kình phong mãnh liệt, chính đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng, nó còn có lực đánh một trận, chạy mau. Nam tử khôi ngô gầm thét, bây giờ hắn đã phát hiện hắc giáp cự mãn chỉ là dẫn dụ bọn hắn tới gần, nhất kích tất sát, bởi vì thực lực nó giờ phút này đã giảm đi nhiều. Xác thực không phát huy được chiến lực lúc đỉnh phong cho nên mới cố ý kỳ địch lấy yếu, đáng tiếc lại không chạy được, hắc giáp cự mãn há miệng trong nháy mắt nuốt vào hai tên tu sĩ, đuôi rắn khoái động, hồn lực quét đến bạch y thiếu niên, đại ca, cứu ta, bạch y thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nói thì chậm nhưng sự việc khi đó xảy ra rất nhanh. Nam tử khôi ngô lách mình che ở trước người hắn, phía sau đột nhiên hiện ra một đạo bạch sắc hư ảnh, đó là một chui búa, tứ phẩm chiến hồn, phích lịch phủ, thân thể hắn nhảy lên thật cao, huy động lực lượng chiến hồn, chiến hồn cùng chiến phủ trong tay hòa làm một thể, bạo tạc hung mảnh chém xuống, ầm. Một mảnh huyết vũ xuất hiện, nam tử khôi ngô bị đánh bay, trong miệng thổ huyết không ngừng. Con người u lãnh của hắc giáp cự mãn nhìn chằm chằm bọn hắn, thân thể du động, rất nhanh liền đi tới trước người hai người, nhưng xem chừng cũng không có ý xuất thủ, bạch y thiếu niên sắc mặt trắng bệt, toàn thân run rẩy, liễu nham, có phải ngươi lấy thứ gì của nó không? Mau đem thứ đó trả lại cho nó. Nam tử khôi ngô gào thét, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắc giáp cự mãn một kích cơ hồ khiến hắn mất đi toàn bộ chiến lực, Liễu Nham thần sắc sợ hãi, chậm rãi từ trong tay lấy ra một gốc thảo dược ước ác, đó chính là Long Tiên Thảo, hắc giáp cự mãn gầm nhẹ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Long Tiên Thảo, Long Tiên Thảo cho ngươi, ngươi để cho chúng ta rời đi. Liễu Nham cực kỳ không cam lòng, một gốc Long Tiên Thảo này so với một viên hồn tinh tam giai đỉnh phong lại càng đáng giá hơn. Hắc giáp cự mãn nhân tính hóa gật gật đầu, nó sợ Liễu Nham đem Long Tiên Thảo hủy đi, đi nam tử khôi ngô thấy thế quát to một tiếng, đám hạ nhân liễu gia đang bị trọng thương liền nhau nhau thối lui, liễu nham chậm rãi buông xuống long tiên thảo, lập tức xoay người chạy, hắc giáp cự mãn gầm nhẹ một tiếng, cũng không truy sát liễu nham bọn hắn, mục tiêu của nó chỉ là long tiên thảo. Mặc dù hiện tại thụ thương thảm trọng nhưng một gốc long tiên thảo này có thể giúp nó khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, con người lãnh lẽo của nó một lần nữa nhìn vào trong rừng, xác định đám liễu nham đã thực sự rời đi khí thế của nó toàn thân yếu đi, rầm một cái ngã xuống đất, con hắc giáp cự mãng này quả thật là cẩn thận a. À. Tiêu phàm hiếp hai mắt. Hành động của hắc giáp cự mãn đều không qua mặt được hắn, xem chừng hiện tại thì chiến lực của nó cao nhất chỉ là nhị giai đỉnh phong A, nhìn thấy hắc giáp cự mãn chậm rãi hướng về Long Tiên Thảo bò đi, lúc này tiêu phàm bắt đầu hành động, U Linh chiến hồn sau lưng hắn mang theo hồn lực khủng bố xuất hiện, chân hắn đạp mê tung bộ, tốc độ đạt tới cực hạn trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng hắc giáp cự mãn. Nhị phẩm chiến kỹ, phi hồng kiếm gào thét mà ra, kiếm khí vũ động, phốc. Kiếm quan sắc bén chém lên trên đầu của hắc giáp cự mãn làm cho máu tươi phun ra tung tóe, rống. Hắc giáp cự mãn gào thét, đuôi rắn to lớn hung hăng quét tới tiêu phàm, tiêu phàm cảm nhận được cuồng phong trong hư không đang gào thét. Một kích này nếu hắn bị đánh trúng thì quả thật không chết cũng bị trọng thương, hắc giáp cự mãn mặc dù như ngọn đèn cạn dầu trước gió nhưng thân thể của nó vẫn bá đạo như cũ. Một kích này cho dù chiến sĩ đỉnh phong cũng tuyệt đối không ngăn được. Trong một sát na, tiêu phàm chân đạp mê tung bộ không lùi mà tiến. Nghi người một cái liền xuất hiện ở dưới cầm của hắc giáp cự mãn né được một đuôi kia. Tiêu phàm trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như hắn vẫn chỉ là chiến linh đỉnh phong thì một kích vừa rồi hắn tuyệt đối không thể tránh thoát. Hồn lực tiêu hao khi dùng nhị phẩm chiến kỹ là cực lớn, cũng chỉ có tu vi chiến sĩ mới có thể chịu đựng được, kim cương chỉ. Tiêu phàm quát một tiếng như sấm, hồn lực khủng bố dồn lên thanh kiếm, lấy kiếm hóa chỉ, toàn bộ lực lượng công kích đều ngưng tụ lại một kiếm đâm tới. Phốc suy một tiếng, thiết kiếm cắm sâu vào hàm dưới của hắc giáp cự mãn, toàn bộ xương sọ đều bị xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ hết cả người tiêu phàm, hắc giáp cự mãn ra sức dãy dụa hai lần liền không còn bất luận âm thanh gì. Hiển nhiên là đã chết đến mức không thể chết lại, Hồn lực của tiêu phàm cũng đồng thời tiêu hao sạch xe, u linh chiến hồn lại trở về đan điền. Hai chân mềm nhũng mém chút ngã nhào xuống mặt đất, hắn lung la lung lay nhặt Long tiên thảo trên mặt đất lên, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, rồi ngay lập tức đem hồn tinh huyết văn lan nắm trong tay, bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa. Một trận chiến nảy hắn chân chính cảm nhận được sự cường đại của tam giai hôn thú, nếu như không phải bản thân nó bị trọng thì tiêu phàm căn bản còn không đủ để cho nó nhết kẻ răng. Sau một lúc hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể hắc giáp cự mãn cách đó không xa, chậm rãi đi qua, lúc này trong tay hắn lại nhiều thêm một viên hồn tinh đang tản ra u quan hắc sắc, so với huyết văn lan thì viên hồn tinh này càng thêm tinh khiết. Đáng tiếc a, à, đầu hắc giáp cự mãn này khắp người đều là bảo vật, thế nhưng thân thể lại lớn như vậy, ta căn bản không mang theo được. Tiêu phàm âm thầm cảm thán một hơi, hắc giáp cự mãn trên người lân giáp cùng răng nhọn đều là vật liệu chế tạo lợi khí tốt nhất máu của hắc giáp cự mãn đối với luyện dược sư mà nói cũng rất trân quý đoàn trưởng tiếng đánh nhau vừa rồi là từ hướng này truyền đến đang lúc tiêu phàm chuẩn bị rời đi thì một đạo âm thanh vang lên ngay sau đó mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện chương 8, lạc nhật liệt hồn đoàn nhìn mấy người cách đó không xa tiêu phàm nắm chặt thiết kiếm hắn biết rõ giờ phút này muốn đi đã tới không kịp một cái tay khác giấu ở bên trong ống tay áo, không ngừng hấp thu hồn lực bên trong hồn tinh, hắc giáp cự mãn. Mấy người đứng từ xa nhìn thấy thi thể cậu hắc giáp cự mãn liền kinh sợ không thôi. Thủ lĩnh là một người nam tử mặc áo giáp màu đen, ánh mắt hắn trong nháy mắt rơi vào trên người tiêu phàm, kinh ngạc nói, đệ nhất phế, không, tiêu gia tam thiếu, đại danh đệ nhất phế vật tiêu thành tiêu gia tam thiếu gia, tiêu phàm, thậm chí rất nhiều người đều đã gặp qua tiêu phàm, Nam tử áo giáp màu đen này chính là một trong số đó, cũng khó trách nam tử áo giáp màu đen lại kinh ngạc như thế. Người trước mắt này không phải là Tiêu Thành đệ nhất phế sao, liên tục thức tỉnh chiến hồn chín lần đều không thành công tiêu gia tam thiếu sao, một tên có thể chém giết tam giai hồn thú lại bị người khác gọi là phế vật suốt 9 năm, nếu người như vậy đều là phế vật thì chẳng phải tất cả người trong Tiêu Thành đều là phế vật sao, tên này rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tài a lúc này mới 16 tuổi đã có thể chém giết tam giai hồn thú thực lực tương đương với cảnh giới chiến sư, đợi một thời gian nữa há không phải càng thêm lợi hại sao, nam tử mặc áo giáp màu đen không có tiếp tục nghĩ nhiều, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu tam thiếu, ta là lạc nhật liệt hồn đoàn, đoàn trưởng, vương liệt, đầu hắc giáp cự mãn này là do ngài chém giết, liệt hồn đoàn. Nghe được mấy chữ này, tiêu phàm hơi ngoài ý muốn, bản thân còn đang suy nghĩ xử lý thi thể hắc giáp cự mãn như thế nào, không nghĩ tới vậy mà gặp được liệp hồn đoàn, liệp hồn đoàn là một trong tam đại nghề nghiệp đặc thù ở chiến hồn đại lục. Bọn hắn chuyên môn săn giết hồn thú, lấy hồn tinh cùng thi thể hồn thú mà sống, đồng thời bọn hắn cũng giúp người khác săn giết hồn thú, từ đó thu hoạch lợi ích, bởi vậy bọn hắn hàng năm đều du đảng tại các đại sơn trong rừng, cùng hồn thú chiến đấu. Nghề nghiệp này tại chiến hồn đại lục cũng không tính là cao thượng, chỉ là nghề nghiệp của một số người ở dưới đáy kim tư tháp mà thôi. Dù sao thì những người giàu có, hoặc có thế lực hoặc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì có ai nguyện ý dùng mạng của mình để làm vốn đâu chứ, đầu hắc giáp cự mãn này các ngươi có thể xử lý không? Tiêu Phàm trực tiếp nói ra, đối phương cho rằng hắn một mình chém chết hắc giáp cự mãn, tự nhiên cũng kiên kỵ thực lực hắn, không dám đánh chủ ý lên người hắn, có thế. Có thế. Vương Liệt vội vàng gật đầu nói, hắn mặc dù là chiến sư sơ kỳ nhưng ở trước mặt hắc giáp cự mãn cũng chỉ có thể chạy trốn lạc nhật liệt hồn đoàn từ khi thành lập tới nay còn chưa bao giờ thu hoạch qua tam giai hồn thú hắn như thế nào lại bỏ lỡ mối làm ăn tốt này ngươi ra giá đi tiêu phàm thản nhiên nói vương liệt trầm ngâm lúc này hít sâu nói đầu hắc giáp cự mãn này hẳn là tam giai hậu kỳ trên thị trường giá trị 8.000 hạ phẩm hồn thạch, bất quá, chúng ta hỗ trợ xử lý một cái, cũng vậy liền 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Tiêu phàm khoát tay một cái nói, tên vương liệt này làm người cũng là thập phần ngay thẳng, rất phù hợp khẩu vị tiêu phàm, đa tạ tam thiếu. Vương liệt lập tức vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động, ta nói 5.000, thế nhưng là gấp đôi. Tiêu phàm cười tủng tiễn nói. Nghe nói như thế, vương liệt sắc mặt lập tức cứng đờ, bên cạnh một tên nam tử cao gầy sắc mặt âm trầm vô cùng, nói, tiêu tam thiếu, ý ngươi là hắc giáp cự mãn này muốn một vạn hạ phẩm hồn thạch. Đừng tưởng rằng ngươi là người của tiêu gia, liền khi dễ chúng ta, vương viêm, im ngay. Vương liệt một tiếng quát như sấm, lạnh lùng liếc mắt trừng nam tử cao gầy, sau đó nhìn về phía tiêu phàm nói, tam thiếu. Nhưng mà tiêu phàm căn bản không có để ý tới hắn, đi đến phần bụng của hắc giáp cự mãn, dùng kiếm bắt đầu cắt, sau một lát, một bộ thi thể đỏ bừng bị tiêu phàm lôi ra ngoài, tam giai huyết văn lan, con ngươi vương liệt co rụt lại, kinh ngạc nhìn thi thể huyết văn lan, tên nam tử cao gầy vương viêm kia cũng ngậm miệng không nói, thần sắc xấu hổ, nếu năm nghìn không hài lòng. Vậy liền bốn nghìn, tổng cộng tám nghìn A. Tiêu phàm thản nhiên nói, tổng cộng tám nghìn. Vương liệt kinh ngạc nhìn tiêu phàm, thi thể huyết văn lan mặc dù bị ăn mòn không ít nhưng giá trị tuyệt đối là bốn năm ngàn hạ phẩm hồn thạch A. Tiêu phàm hiện tại đem hai đầu tam giai hồn thú bán cho bọn hắn, chỉ lấy 8.000 hạ phẩm hồn thạch, vậy đầu huyết văn lan há không phải cho không bọn hắn. Coi như kết giao bằng hữu, như thế nào? Tiêu phàm cười cười, mặt khác, sự tình của ta chỉ mình các ngươi biết rõ là được, tam thiếu yên tâm. Vương Liệt còn chưa mở miệng, Vương Viêm lập tức quát lên, nếu ai dám đem sự tình hôm nay nói cho người khác, Vương Viêm ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Nghe rõ không? Vâng, Phó đoàn trưởng những người khác vội vàng gật gật đầu. Tam thiếu, hồn thạch kia khi nào chúng ta giao cho ngài? Vương Liệt lại mở miệng nói, bọn hắn hiện tại cũng không có mang nhiều hồn thạch như vậy, dù sao bọn họ đến để săn giết hồn thú, tiêu phàm khoát tay một cái nói, không vội, khi nào có hãy mang đến phủ của ta là được. Mặt khác ngươi xem có thể từ hai thi thể này làm ra một thanh binh khí nào tốt một chút không, nếu thiếu hồn thạch cứ nói. Ta sẽ bù thêm sẽ như lời tam thiếu. Vương Liệt cười cười, trong lòng kích động vô cùng, lần này bọn hắn tới đây nguyên bản chỉ cần có thể săn giết được vài đầu nhị giai hồn thú cũng đã không tệ rồi, không nghĩ tới còn có thể thu đến thi thể tam giai hồn thú, thu lợi 4 năm ngàn hạ phẩm hồn thạch đã tương đương với 5-6 thi thể hồn thú nhị giai đỉnh phong, tiêu phàm sau khi bàn xong với Vương Liệt liền hướng vào bên trong lạc nhật sơn mạch mà đi. Hiện tại được hai khỏa tam phẩm hồn tinh, hắn muốn mau chóng đột phá, thời gian niên hội gia tộc chỉ còn 20 ngày, đại ca, chúng ta. Vương Viêm nhìn tiêu phàm rời đi, lập tức cho Vương Liệt một cái ánh mắt, nghĩ đều không nên nghĩ. Vương Liệt hung hăng trừng mắt Vương Viêm, một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, các ngươi cảm thấy hắn đơn giản sao? Chín năm trước hắn còn chỉ có 7 tuổi a. À. Nghe nói như thế, đám người lạc nhật liệt hồn đoàn thần tình nghiêm túc nhìn về phương hướng tiêu phàm rời đi, trên mặt tràn ngập vẻ kính sợ những điều này tiêu phàm tự nhiên sẽ không biết hắn đem thi thể hai đầu hồn thú giao cho bọn hắn cũng là mua bán không vốn tự nhiên không cần lo lắng gì một lúc lâu sau tiêu phàm tìm đến một địa phương cực kỳ kín đáo sau đó ở chung quanh bố trí mấy cái bẫy rập liền bắt đầu tu luyện có vết xe đổ lần trước lần này hắn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp kinh lôi quyết của gia tộc u linh thả ra hồn tinh hóa thành từng sợi hồn lực tinh thuần rót vào thể nội của hắn Tiêu Phàm cũng phát hiện một vấn đề, thời điểm sử dụng U Linh Chiến Hồn thì hồn lực ngưng tụ càng thêm tinh thuần, dường như có thể luyện hóa tạp chất bên trong hồn tinh. Chỉ là có một khuyết điểm chính là đại bộ phận hồn lực bên trong hồn tinh đều bị U Linh Chiến Hồn hấp thu lấy, Tiêu Phàm tự nhiên là thà thiếu chứ không ẩu, hồn lực càng thêm tinh thuần, chỗ tốt đối với bản thân cũng lớn hơn, kiếp trước là một danh y thánh thủ, hắn hết sức rõ ràng là thuốc có ba phần độc. Hồn tinh hồn thú cũng như thế, Hấp thu tạp chất bên trong có thể hạn chế mức độ trưởng thành của một người, dùng u linh chiến hồn tu luyện thì tương đương với đem những cái tạp chất kia loại bỏ không còn một mảnh, chỉ để lại hồn lực thuần khiết cho bản thân tu luyện, mặc dù hồn tinh tiêu hao cực lớn nhưng cơ sở càng thêm chắc chắn mới có thể đi càng xa." Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, chương chính, đầm nước gặp gỡ, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua vào thời khắc khi tiêu phàm hoàn toàn hấp thu toàn bộ hồn lực trong hồn tinh thì trong cơ thể của tiêu phàm đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, chiến sĩ hậu kỳ. Tiêu phàm mở mắt, một tia tinh quang lóe lên rồi biến mất, giờ phút này hắn cảm giác cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Hồn lực cuồn cuộn như giang hà đang cọ rửa kinh mạch toàn thân, lỗ chân. Lông toàn thân thư giãn thoải mái vô cùng, hai viên tam giai hồn tinh vậy mà chỉ để cho ta đột phá hai tiểu cảnh giới, xem ra sau này muốn dùng hồn tinh để tăng tu vi thì quả thật có chút phiền toái a. À. Tiêu phàm cười một tiếng cay đắng, bình thường mà nói thì hồn lực của hồn tinh nhị giai hậu kỳ đủ để một tên chiến sĩ sơ kỳ đột phá đến chiến sĩ hậu kỳ. Lại càng không cần phải nói hai mai tam giai hồn tinh, đổi lại những người khác luyện hóa cũng đủ để đột phá đến chiến sư cảnh giới. Hơn nữa, tam giai hồn tinh ẩn chứa rất nhiều hồn lực, nếu như giống tiêu phàm luyện hóa nhanh như vậy thì rất có khả năng bạo thể mà chết huống chi đây còn là hai viên hồn tinh, có thể là hồn tinh tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai đỉnh phong. Tiêu phàm không có bạo thể đã là rất may mắn rồi, hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao một số đại gia tộc lại có rất nhiều thiên tài, chỉ cần phẩm giai chiến hồn đủ cao, có đầy đủ hồn tinh, muốn đột phá đến cảnh giới quả thật dễ như ăn cơm, chỉ là hắn không biết người bình không có luyện hóa nhanh được như vậy, cũng không dám nhanh như thế. Hơn nữa, Hùng thú phẩm giai càng cao thì chiến lực càng mạnh, muốn giết chết hồng thú để lấy hồng tinh là phi thường gian nan, lần này có thể đạt được hai mai tam giai hồng tinh cũng xem như đã giẫm phải cước cho rồi, bằng vào thực lực hiện tại của ta, nếu Tiêu Thiên vẫn chỉ là chiến sĩ hậu kỳ mà nói thì chỉ cần một quyền là đủ để đánh bại hắn, đáng tiếc kinh lôi quyết phẩm giai quá yếu. Đột phá đến chiến sư cảnh sẽ không còn dùng đến. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên lãnh quang, kinh lôi quyết lần nữa vận chuyển mấy chu thiên đợi đến khi tôi vi hắn triệt để ổn định rồi lúc này hắn mới đứng lên, sau khi đột phá, muốn thích ứng thực lực hiện tại cũng chỉ có chiến đấu, cùng cảnh giới cũng không phải đều là như nhau, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một cái phương diện trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ sau khi đột phá đều sẽ đi lịch luyện, chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng trưởng thành, Tùng Lâm rất ưu tĩnh, tiêu phàm một đường hướng vào trong lạc nhật sơn mạch, hồn thú cũng xuất hiện ngày càng nhiều, tầm sau nửa ngày thì hồn thú nhị giai trung kỳ chết ở trong tay hắn đã hơn ba con, còn có hai đầu hồn thú nhị giai hậu kỳ, tiêu phàm cũng đã nhận biết rõ đối với thực lực của mình. Đối mặt với hồn thú nhị giai hậu kỳ hắn đã có thể thản nhiên đối phó, cho dù là hồn thú nhị giai đỉnh phong thì hắn cũng có sức đánh một trận, ào ào. Tai tiêu phàm rung động một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, đây là thanh âm nước chảy, lần trước chém giết hắc giáp cự mãn đã làm cho hắn máu me khắp người, hắn đã sớm muốn tắm rửa một lần, những ngày qua nếu như không phải là vì đột phá thì hắn đã sớm tìm kiếm nguồn nước rồi Sau một lát, một đầm nước màu xanh xuất hiện trong mắt hắn, nước sông uống lượng, mặt nước rung động, cây cỏ xanh tươi, phía trước chính là một cái đầm nước rất sâu, tiêu Phàm toàn thân vô cùng bẩn. căn bản không có chút do dự liền nhảy ùm vào đầm nước, ngừng thở, đem toàn thân trên dưới kỳ cỏ qua một hồi, loại cảm giác sảng khoái này rất lâu rồi chưa có a, à đột nhiên, từng đám bọt nước từ trên trời rơi xuống, tiêu phàm sờ sờ khuôn mặt còn tưởng rằng trời mưa, chẳng qua lúc hắn quay đầu nhìn lại thì một thân ảnh nữ tử xuất hiện trong mắt hắn, chỉ thấy một nữ tử từ trong đầm nước xuất hiện, mái tóc đen nhánh ướt sũng, tròn tại sau vai, tay trắng nõn nà ướt ác như là dương chi ngọc thúy, dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục phản phất như là như hoa sen mới hé nở không nhiễm bụi trần. Thân hình trắng nõn xuất hiện trên mặt nước, như mộng tự huyễn, nhìn một cái liền để người khác nhiệt huyết phun trào tiêu phàm ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng khi tiêu phàm nhìn sang thì đôi mắt linh động kia cung nhìn về phía hắn lông mi dài chớp động mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp cái miệng nhỏ nhắn như anh đào giống như là một tinh linh thiên sứ trong truyền thuyết a à, một tiếng thét bén nhọn vang lên hù dọa cả đám chim thú giữa núi rừng thiếu nữ một tay che tại trước ngực tay kia búng ngón tay một cái một mảng lớn bọt nước bắn lên giống như vô số mũi tên bắn về hướng tiêu phàm, tiêu phàm kinh hãi một chưởng đánh ra nhị phẩm chiến kỹ, phá lãng thủ, sóng nước dâng lên ngăn cản những bọt nước kia của thiếu nữ, sau đó giống như là con sói đó nhào về phía thiếu nữ, lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thiếu nữ gầm thét, giống như một con thú nhỏ nổi giận, hồn lực khủng bố trên người tỏa ra, một cổ xung lực to lớn trực tiếp đem tiêu phàm đánh bay, đồng thời, thân thể nàng uyển chuyển mềm mại, linh động như là mỹ nhân ngư từ trong nước bay ra, trên người mang theo từng giọt nước ống ánh bình ổn rơi vào tảng đá cạnh bờ, vung tay mặc vào một bộ tường bào màu trắng, tiêu phàm cũng không muốn đợi nàng mặc quần áo tử tế xong mới ứng phó. Hắn biết rõ cái tội danh lưu manh này đã không thể nào rửa sạch, hơn nữa thực lực thiếu nữ này vượt qua hắn dự liệu, chí ít cũng là cảnh giới chiến sư, bằng không cũng không có khả năng thoát khỏi công kích của hắn. Tiêu phàm không chần chờ chút nào, quay người liền ra sức bơi đến bờ bên kia, hiện tại thiếu nữ này đang nổi giận lôi đình, hắn giải thích thế nào thì nàng cũng sẽ không nghe, trước tiên chạy đi đã rồi tính tiếp, chỉ là tốc độ thiếu nữ rất nhanh hướng về bờ sông đối diện bay đi, đạp chân xuống như là chuồng chuồng lướt trên nước, ở trên mặt nước điểm nhẹ mấy lần liền xuất hiện ở đối diện. Động tác thập phần nhẹ nhàng như một con chim yến, thân pháp chiến kỹ thật cường đại. Tiêu phàm nhìn mắt trợn tròn trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, thực lực thiếu nữ này có lẽ chỉ là chiến sư, nhưng thân pháp lại cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không phải, gia tộc bình thường có thể có được, mặc dù không phải ngự không phi hành, nhưng ngay cả chiến tôn nếu không dùng công pháp cũng sẽ không làm được như thế này. Nhưng chiến kỹ của thiếu nữ trong thời gian ngắn có thể mượn lực lăng phi hành, vượt qua một dòng sông không phải chuyện đùa, thân pháp chiến kỹ này tuyệt không đơn giản, tiêu phàm không chút do dự quay đầu liền chạy, ở trong nước hắn có lẽ còn có một chút phần thắng nhưng lên trên bờ thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu nữ hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn thiếu nữ nghe răng trợn mắt nhìn tiêu phàm sắc mặt khó coi vô cùng lần nữa hướng về bờ bên kia bay đi tiêu phàm một trận bất đắc dĩ hắn biết rõ mình không thể nào chạy thoát được không thể làm gì khác hơn nói cô nương ngươi nghe ta giải thích đây thực sự chỉ là hiểu lầm hiểu lầm thiếu nữ lạnh lùng nhìn tiêu phàm nàng hiển nhiên không tin nếu như chỉ là hiểu lầm vậy tại sao hắn trước đó lại nhào về phía mình. Thủy Long Ba, thiếu nữ lười nói nhảm cùng tiêu phàm liền quát nhẹ một tiếng, một chưởng vỗ hướng mặt nước, mặt nước khoái động đột nhiên xuất hiện một đầu Thủy Long, Thủy Long gầm thét một tiếng rồi dương nanh múa vuốt xông thẳng đến tiêu phàm. Chương 10, bác phẩm ngân hoàng đằng, nhìn thấy Thủy Long to lớn kia, sắc mặt tiêu phàm hoàn toàn thay đổi, không chút do dự thi triển ra phá lãng thủ, từng trường đánh ra, bất quá hắn vẫn xem nhẹ uy lực của Thủy Long, phá lãng thủ căn bản không làm gì được Thủy Long, cổ lực lượng bá đạo kia xông thẳng vào hắn, Thủy Long ba này ít nhất là chiếm kỹ tam phẩm. Tiêu phàm con ngươi co rụt lại. Không chút do dự hướng về một bên tránh đi, dù vậy vẫn bị Thủy Long chấn cho lục phủ ngũ tan tùng phèo. Cô nương, cái này thực sự là hiểu lầm. Tiêu phàm gian nan từ trong nước đứng lên, hướng về phía thiếu nữ giải thích, sắc mặt khó coi vô cùng lên bờ lên không được, ở trong nước cũng không làm gì được thiếu nữ này, chẳng lẽ bản thân thật muốn đem mạng để lại chỗ này. Tiêu Phàm biết rõ sự tình lần này không tốt chút nào, hắn trong lòng cực kỳ phiền muộn, bản thân mình chỉ muốn đi tắm ai ngờ tai bay và gió chẳng biết từ đâu ấp xuống, lăn đi lên. Sắc mặt thiếu nữ không tốt, Tiêu Phàm không nói lời nào còn tốt, vừa nhắc tới sự tình khi nãy liền làm nàng càng thêm phẫn nộ, trống, đúng lúc này, trong rừng đột nhiên phát ra một trận tiếng gầm, ngay sau đó một đầu sư tử toàn thân kim quang lóng lánh xuất hiện, sư tử dài chừng 4 mét, cao 2 mét, vi phong lẫm lẫm, bá đạo phi phàm, đồng tử màu vàng của hoàng kim sư tử gắt gao nhìn chầm chầm thiếu nữ, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng vẻ khinh thường, tiêu phàm thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, đây chính là tam giai hồn thú, kim cuồng sư, chiến lực của nó không hề thấp hơn huyết văn lan. Khí thế toàn thân bạo phát ra không chỉ là một đầu hồn thú tam giai bình thường, lấy thực lực của hắn khi kích hoạt U Linh chiến hồn mà nói thì khi đối mặt với hồn thú tam giai sơ kỳ cũng có thể dây dưa một hai, nếu đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Nhưng nếu là ở trước mặt Kim Cuồng Sư thì hắn lại không nắm điều gì. Thiếu nữ kia xem ra cũng là cảnh giới chiến sư cũng không nhất định là đối thủ của Kim Cuồng Sư, nếu như hai người tàn sát lẫn nhau thì hắn không có cơ hội chạy trốn sao, nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như vậy, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên động thi triển thân pháp chiến kỹ đạp trên mặt nước, xuất hiện ở bờ sông đối diện, đang cười trên nỗi đau của người khác. Thủy Long Ba, lại là một kích vừa rồi, Thủy Long lại hiện ra, một cổ sóng xung kích to lớn đánh về hướng hắn đem hắn đẩy về phía bờ đối diện, tiêu phàm trong lòng có cảm giác xúc động muốn chửi lên, người đời đều nói nữ nhân như cọp mà thiếu nữ này so với cọp còn muốn ác độc hơn, vậy mà muốn đem mình làm thức ăn cho kim cuồng sư tiêu phàm cũng không muốn cùng thủy long ngạnh kháng. Một kích này nếu hắn ngạnh kháng sẽ làm tiêu hao toàn bộ chiến lực của hắn, trong lòng hung ác quyết định mượn của lực lượng kia bay đến chỗ kim cuồng sư, tiểu ma nữ, lần sau đừng để rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định đem ngươi giải quyết tại chỗ. Tiêu phàm cực kỳ tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu nữ, sau đó nhảy lên hướng về bờ kia mà đi, con ngươi lạnh lẽo của kim cuồng sư nhìn chầm chầm tiêu phàm. Tựa như đang chờ con mồi đưa đến miệng. Vào lúc tiêu phàm nhảy lên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh, u linh chiến hồn xuất ra, nhị phẩm chiến kỹ, phi hồng kiếm chém xuống lan vang lên tiếng nổ ầm ầm, bá đạo tuyệt luân, cơ hồ hao hết toàn bộ khí lực tiêu phàm. Trống. Kim Cuồng sư nhìn thấy tên tiểu tử này dám khiêu khích quyền uy của nó liền gầm lên giận dữ, chân trước sắc bén quét ra. Ngay tại lúc đó, tiêu phàm vọt đến một bên dùng kiếm thép ngăn cản trước người, ầm lợi trảo trảm đánh vào bên trên kiếm thép, răng rắc một tiếng trường kiếm vỡ vụn, thân thể hắn bay ngựa ra ngoài đập thẳng vào một cây đại thụ, đại thụ sụp đổ, lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn động liền phun một nguồn máu tươi ra. Tuy bị thương nhưng hắn không chần chờ chút nào, thân thể khẽ động thi triển ra mê tung bộ đến cực hạn chạy trốn vào trong rừng, đăng đồ tử, đừng chạy. Thiếu nữ tức giận, nguyên bản nàng xem như tiêu phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao biết mục kích của kim cuồng sư vậy mà không có giết hắn, nàng không chần chờ liền thi triển thân pháp bay đến bờ bên kia chuẩn bị đuổi theo tiêu phàm. Lúc này, kim cuồng sư phẫn nộ gào thét một tiếng xông thẳng đến thiếu nữ, tiêu phàm có thể chạy trốn khỏi món vuốt của nó đã làm nó triệt để nổi giận, cơn giận này liền trút lên người của thiếu nữ kia, thiếu nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng mặc dù là chiến sư trung kỳ nhưng nàng có thể nhìn ra đầu kim cuồng sư này là chiến sư đỉnh phong, nàng không dám chính diện giao phong lắc mình một cái liền biến mất vào bên trong tùng lâm. Trống. Kim cuồng sư gầm nhẹ một tiếng trực tiếp truy theo, rất hiển nhiên thiếu nữ chiến sư cảnh làm nó hứng thú hơn so với chiến sĩ cảnh tiêu phàm, tiêu phàm cấp tốc chạy trốn, trong miệng thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu, lần này thụ thương quá nặng, sự cường đại của tam giai hồn thú vượt qua hắn tưởng tượng, từ trong hành trang lấy ra một khỏa hồn tinh nhị dai nhét vào trong miệng. Hồn lực bành trướng rót vào bên trong kinh mạch, đá màu trắng tản ra từng đạo từng đạo yếu ớt quan mang, khôi phục kinh mạch cho hắn, đá màu trắng rốt cục là đồ vật gì, không phải chiến hồn nhưng lại có khả năng trị liệu như chiến kỹ của chiến hồn. Tiêu phàm nghi hoặc trong lòng không thôi, chỉ là suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Có đá màu trắng giúp thì thương thế của hắn rất nhanh liền có thế khôi phục, cút ngay. Đột nhiên, hậu phương truyền đến một trận khẽ kêu âm thanh, cái này thanh âm tiêu phàm thế nhưng là rất tin tường, không phải liền là cái kia tiểu ma nữ sao? Chẳng lẽ nàng bị kim cuồng sư cuốn lấy? Nghĩ vậy, tiêu phàm trong lòng liền mừng rỡ, chân đạp mê tung bộ yên lặng không một tiếng động hướng về phía sau, hai đạo thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện trong mắt tiêu phàm, chính là tiểu ma nữ cùng kim cuồng sư, cả hai đang tại điên cuồng chiến đấu, kim cuồng sư thực lực bá đạo, vững vàng áp chế tiểu ma nữ, bất quá thực lực tiểu ma nữ cũng cực kỳ bất phàm, sử dụng chiến kỹ cường đại nhiều lần thoát khỏi công kích tất sát của Kim Cuồng Sư. Kim Cuồng Sư nhất thời không làm gì được tiểu ma nữ liền giống như phát cuồng, toàn thân phát ra kim quang, tốc độ bỗng tăng lên gấp đôi, chỉ bất quá công kích của nó lại yếu hôn rõ ràng, phốc. Do không kịp chuẩn bị nên tiểu ma nữ bị lợi trảo của Kim Cuồng Sư đánh bay bay, váy trắng bị xé nứt, cánh tay trắng như ngọc chảy xuống một dòng máu đỏ, nghiệt súc, ta muốn giết ngươi. Tiểu ma nữ vô cùng phẫn nộ trong tay cầm một thanh bạch sắc trường kiếm phá không mà ra, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một hư ảnh màu trắng bạc, từng chùm sáng màu trắng bạc bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy tứ chi cùng đầu của kim cuồng sư, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên thủng chân trước kim cuồng sư, bác phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng, con người tiêu phàm co rụt lại, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ. Hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá quá thấp tiểu ma nữ, khó trách nàng trẻ tuổi như thế đã đột phá đến chiến sư cảnh không ngờ nàng vậy mà nắm giữ bác phẩm chiến hồn, phải biết rằng toàn bộ Đại Yên Vương Triều, người nắm giữ bác phẩm chiến hồn gần như không có A, Đại Yên Vương Triều chỉ có vài chục tòa thành trì, cũng rất ít nghe được có ai nắm giữ bác phẩm chiến hồn. Lại càng không cần phải nói tiêu thành, cái loại này thành thị nhỏ nhoi này làm sao mà biết bác phẩm chiến hồn là dạng gì, tiêu phàm cũng chỉ có thể thông qua thư tịch mà biết đến, chân trước cơ hồ bị chém rụng, kim cuồng sư cũng triệt để điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cực đại tại hư không quay cùng mấy lần. Mặc dù trong lúc nhất thời căn bản không tránh được trói buộc của ngân hoàng đằng, nhưng trong nháy mắt cũng đã đếm đứt mấy nhánh, tiểu ma nữ sắc mặt trắng bệt, xem chừng thi triển bác phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng đối với nàng cũng tiêu hao cũng cực lớn, ngân nguyệt trảm. Tiểu ma nữ đột nhiên quát một tiếng chói tai, bác phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng xuất ra vô số giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm đánh úp về phía kim cuồng sư.